Chào mừng các bạn quay trở lại với The Idea. Mình là Dũng Dũng, như các bạn đã biết rồi, nếu như các bạn đăng ký kênh này tương đối lâu rồi. Và đây là một kênh riêng của mình. Và đã có một cái video đăng lên là review con laptop. Tuy nhiên cái video đó cách đây khoảng tầm 5, 6, 7 tháng rồi. Lý do mình không ra video trên kênh này bởi vì là các bạn biết rồi, đó là mình hoạt động chính và làm chính ở kênh Playzone TV. Đây là kênh phụ và là kênh riêng của mình mà thôi. Và trong cái thời gian vừa rồi, trong thời gian mấy tháng vừa rồi thì mình hoàn thành nốt một số cái thứ liên quan đến chương trình học ở trường. Thi cử rồi thì thi lấy chứng chỉ IELTS vân vân. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã hoàn thành xong hết rồi. Thời điểm trước thì mình không có thời gian làm kênh này bởi vì là vừa phải làm Playzone TV lại vừa phải hoàn thành cái gì ở trường, thực sự rất là khó. Thế nên là không có thời gian cho kênh này. Tuy nhiên thì bây giờ mình đã rảnh rồi. Và có lẽ bắt đầu từ bây giờ thì mình sẽ đăng video thường xuyên hơn trên cái kênh này. Và trên kênh này thì chúng ta sẽ nói cũng liên quan đến chủ yếu là vấn đề công nghệ thôi. Tuy nhiên thì cũng sẽ một số mặt khác nữa. Và nếu như các bạn thích theo dõi những video do mình làm cũng như là những nội dung mà mình làm thì có thể đăng ký kênh này. Và nhớ đăng ký kênh Playzone TV để theo dõi review gaming gear và PC nữa. Không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ đến với cái video đầu tiên trong loạt cái video trở lại của kênh The Idea này. Và mình thì cũng chưa nghĩ quá nhiều về chủ đề, tuy nhiên trong video này thì có lẽ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái góc mình sử dụng để làm việc cũng như là để chơi game. Nói là góc chơi game, tiêu đề là chơi game thôi, nhưng mà góc này chủ yếu dùng để làm việc, làm video nhiều hơn là dùng chơi game. Thi thoảng thì có chơi game với bạn bè, một số cái tựa game đơn giản và một số tựa game offline mà thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và như mình đã nói thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng dạo quanh góc máy của mình, show các bạn xem là góc máy này có những cái gì. Các bạn nhìn thấy thì đây chính là góc máy rồi. Đó, một số cái thiết bị cơ bản. Tí nữa chúng ta sẽ đến chi tiết hơn một chút về các cái đồ dùng có trong góc máy này. Đây có một máy hút bụi mình mua ở trên Shopee với cái giá là 300.000, khá là lớn. Đi sâu một chút về góc máy, ta sẽ thấy là đây có một chiếc màn hình LG UC88 và một mẫu tương đối cũ của LG rồi. Tuy nhiên mẫu này thì cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn đảm bảo được cái hiệu năng và cấu hình tương đương với cả mức giá mà nó mang lại, rất là tốt, thậm chí còn vượt xa. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ Black Widow Ultimate V2 ở đây, có khả năng chống nước. Một chiếc mic Cockstar gì đó, Tastar gì đó mình không rõ nữa, mua tương đối lâu rồi. Và chiếc mic này thì khoảng tầm 2 triệu và cái chất lượng của nó thì cũng khá là ok, âm thanh tương đối là trong. Và ngoài ra thì trên góc của mình cũng có trang trí một số cái poster liên quan đến những bộ phim. Ở đây chúng có bộ phim Interstellar này, bộ phim Iron Man, bộ phim Inception. Mấy cái poster này thì mình mua đợt mình đi Hội An và nó tầm 5-6 chục cái, tương đối là đẹp. Đó, quay trở lại với góc máy này thì chúng ta sẽ có như mình nói rồi một chiếc bàn phím cơ ở đây. Chiếc bàn phím này thì đợt đầu là mình lấy về làm review, tuy nhiên mà dùng sau khi nó tốt quá bởi vì là cái bàn phím này nó chống nước khá tốt, thế nên mình quyết định là mua luôn và dùng. Trước mình có dùng con FC660M của Leopold, tuy nhiên là con đó lại không có hàm phím F, nhiều khi dùng nó thỉnh thoảng rất là bất tiện. Và con đấy thì hơi nhỏ nữa. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái đồ dùng khác, ví dụ như là vài cái dây thít để thít dây này, rồi thì cái thẻ nhớ và một cái chốt cho cái MacBook Pro. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một con chuột nữa là con chuột Rival 700 và một chiếc bàn di Ozone Ground Level Pro. Tất cả những cái sản phẩm này thì các bạn đều có thể mua ở website playzone.vn và các bạn có thể truy cập vào cái đường link để mô tả. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc màn hình nữa ở đây. Con này thì là mình mượn của bên LG để làm review, và nếu như các bạn muốn xem cái video review về con này thì có thể truy cập ngay cái kênh YouTube là Playzone TV, đã có video review rồi. Đây là một màn hình khá tốt, có cái tính năng bật HDR rất là thú vị cho những bạn nào yêu thích cái trải nghiệm hình ảnh rực rỡ, sống động trong màu sắc. Tất nhiên trên Playzone có và các bạn có thể lên đó và xem. Bên dưới các bạn thấy là cái bộ case của mình. Bộ case này thì để đống dây này bởi vì nó tương đối là bừa bộn. Mình thì cũng đã rất nhiều lần thử đi dây cho nó gọn gàng vào rồi, tuy nhiên thì sau đó lại phải tháo ra để lắp các thiết bị khác, nên là việc đi dây tương đối là mất thời gian và cứ mỗi lần lắp vào gọn gàng rồi sau đó lại phải tháo ra để lắp những cái thiết bị, vì các bạn biết rồi, review sản phẩm thì cần cắm rất nhiều dây. Đó, chúng ta sẽ có thêm một đồ đọc thẻ nhớ ở đây, một cái thẻ nhớ khác, một chiếc tai nghe Sennheiser mình quên mất mã rồi. Và cái bộ case ở đây. Bộ case này thì chúng ta sẽ có một con chip cũng tương đối là cũ thôi, là con i7-4770. Một chiếc card đồ họa thì cũng khá là ok ở trong cái thời điểm hiện tại và bây giờ đã ngừng sản xuất rồi, là con GTX 1070 đến từ MSI, gaming X8GB. Một chiếc thẻ nhớ và cây NZXT. Đó. Cái thùng này thì mình sử dụng để một số cái thiết bị liên quan đến ví dụ như dây dợ lằng nhằng, rồi thì các hộp sản phẩm. Đây có hộp đó. Đừng nhìn phần dây này.
quay trở lại với mặt phía bên trên. À đây, chúng ta thấy một con ghế Degracer phiên bản này hiện tại hình như không sản xuất nữa rồi. Và Việt Nam cũng khá là hiếm. Đây, mèo cào ấy, jacket rồi. Dùng cũng tương đối lâu đấy. Okay, vậy là đó là góc bên này. À đây, còn một hai món nữa mà mình quên không nói. Đó chính là một cái bàn di... À không phải, một cái đế giữ chuột kiêm USB hub luôn là Venus. Tuy nhiên cái này như hiện tại không có bán nữa rồi. Cái này thì mình không dùng để giữ chuột bởi vì là mình dùng chủ yếu để mà cắm các thiết bị USB rồi cắm các thiết bị như là chuột, tai nghe, bàn phím thứ thôi chứ không sử dụng nhiều làm gì. Và đây chúng ta sẽ có thêm một cái loa JBL Pebble, một cái mẫu cũng tương đối cũ của JBL rồi. Cá nhân mình thì cũng không quan tâm đến chất âm của con này lắm. Mình mua nó bởi vì là nó đẹp và nó có cái màu khá là giống màu đỏ, màu Vazaka. Đây nó sẽ có thêm một cái con nhồi bông Vietjet Air, cái này được một người bạn tặng. Ok, và đó toàn bộ những gì có trong góc bên này. Chúng ta di chuyển sang góc bên cửa sổ bên ngoài nhé. Chúng ta di chuyển sang góc bên này. Ở đây thì sẽ để một số cái dụng cụ phụ của mình, ví dụ như là cái đồng hồ này, một số cái liên quan như bút chì rồi thì nó lăn nách các kiểu ống nước. Và thêm vào đó chúng ta sẽ có một cái bộ lau ở đây, bộ lau Antech rất là tốt và bộ này mình dùng rất là thường xuyên bởi vì là những sản phẩm Gaming Gear thì yêu cầu sạch sẽ để review. Thế là dùng cái này lau rất là ok và sạch. Tiếp đó chúng ta có TV ở đây. TV này thì mình nói chung là cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chôn ở nhà đi thôi, không có gì. Và ngoài ra thì mình có thêm một cái màn hình ở đây, màn hình của thương hiệu là Viewer, một cái màn hình dành cho máy ảnh để có thể quay video. Tức là này, cái này mua xong cảm giác hơi phí tiền. Tiếp đó là quyển lịch. Ok, và đó toàn bộ những cái gì ở góc phía bên này của mình. Và quay trở lại với cái góc này thì có thể thấy, các bạn thấy nó rất là đơn giản thôi, chẳng có cái gọi là phức tạp hay là ngằng. Thiết bị của nó thì cũng bình thường, thiết bị rất là phổ thông. Và những cái gì và mình cảm thấy những cái gì cần thiết thì mình mua thôi, chứ mình cũng không mua thừa quá. Như cái case ở đây mình, các bạn thấy là mình cũng không trang bị tản nhiệt nước hay là tản gì, tản stock luôn cho nó lạnh. Và ok, đó là toàn bộ những cái gì ở trong góc máy của mình, chẳng có gì nhiều đâu, trang trí rất là đơn giản thôi. Có lẽ thì các bạn cũng đã xem nhiều cái video và cũng thấy góc máy này xuất hiện rồi. Tuy nhiên thấy qua loa thôi chứ không thấy toàn phần. Hôm nay thì mình đã show cho các bạn xem toàn bộ góc máy của mình. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái góc máy mình thường xuyên sử dụng để làm việc cũng như là chơi game giải trí. Nếu như các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì thì hãy comment ngay phía bên dưới. Đừng quên bấm like, share video này. Và nếu như các bạn muốn xem video tiếp theo đến từ Zidea và đến từ mình thì hãy đăng ký theo dõi ngay kênh này. Và nhớ đăng ký theo dõi cả kênh Playzone TV nữa. Thêm vào đó thì nếu như các bạn thích mua các sản phẩm Gaming Gear thì có thể ghé playzone.vn. Còn bây giờ thì mình là Dương Dũng và đây là Zidea. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.